Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị luôn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua trang Facebook NV Radio. Ngày hôm nay, ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020, những bản tin mới nhất, những sự kiện sôi động nhất. Thưa quý vị, tường trình đến với lại quý vị khán thính giả cùng với Lê Ngọc, đó là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Lê Ngọc xin mời luật sư Duyên gửi lời chào ngày thứ Hai, ngày đầu tuần trở lại với lại quý vị khán thính giả. Thưa với lại anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý khán thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, và trước khi mà anh em của chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái tin tức sôi nổi trong ngày đầu tuần, thời tiết tại hai miền như thế nào, sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington trong sáng 79 độ rồi thưa quý vị, như vậy hứa hẹn sẽ là một ngày vừa nóng và oi bức, vì ngày hôm nay vào buổi trưa nhiệt độ lên tới 90 độ và sau đó đó có thể là vào khoảng 2-3 giờ chiều trở đi, chiều tối thì sẽ có những cái cơn mưa và sấm sét. Ngày hôm nay thì rất là nóng và oi bức nha thưa quý vị. Vào buổi tối với cái cơn mưa này thì nhiệt độ xuống thấp 71 độ. Và dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại trong tuần thì Lê Ngọc thấy từ thứ Ba cho tới thứ Sáu, bầu trời nắng khô ráo, ngày mai nóng hơn ngày hôm nay lên tới trên 93 độ, nhưng mà buổi tối thì 69 độ đỡ nóng hơn tối ngày hôm nay. Ngày thứ Tư 87 độ và buổi tối 71 độ, nhưng mà khi bước qua ngày thứ Năm thưa vị, trở lại nóng và oi bức, lên tới 94 độ và buổi tối 75 độ. Ngày thứ Sáu bầu trời có nhiều mây hơn và nhiệt độ cũng đỡ nóng hơn, 87 độ và buổi tối của ngày thứ Sáu 73 độ. Rồi Lệ Ngọc thấy ngày thứ Bảy thì vừa mưa và có mây trong ngày thứ Bảy thưa quý vị. Và do đó nhiệt độ xuống thấp hơn 84 độ và buổi tối mát mẻ 66 độ. Ngày Chủ nhật thì có thể là một ngày Chủ nhật đẹp trong sáng với những cái nắng, nhiệt độ 80 độ cho ngày Chủ nhật và buổi tối 62 độ. Và nhanh chóng Lê Ngọc nhìn qua miền Bắc California, San Jose thì hiện tại thưa quý vị 66 độ và bầu trời vẫn còn nhiều mây, vì bây giờ quý vị cũng biết là chỉ mới có 6 giờ 09 phút sáng mà thôi. Nhưng sau đó thì nhiệt độ lên cao 87 độ và buổi tối 64 độ. Những ngày còn lại trong tuần ở tại miền Bắc California thì thời tiết nó nhẹ nhàng hơn và tuần này cũng đỡ nóng hơn. Lê Ngọc thấy hầu như là ở khoảng từ 84 cho tới 85 độ và buổi tối thì cũng từ 60 cho tới 62 độ. Đó là thời tiết tại hai miền mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Và khi mà nói đến thời tiết thưa với lại luật sư Duyên, phải nhắc đến một cái tin về thời tiết mà hiện nay thưa quý vị, ngay cả Tổng thống Donald Trump ông cũng vừa mới ban bố cái tình trạng khẩn cấp vì thảm họa do hai cái cơn bão sẽ đổ bộ vào vùng Louisiana cho tới Texas, đó là cơn bão Marco và Laura, cũng làm cho hàng ngàn nghìn người dân Mỹ ở những cái vùng này phải di tản. Mà đặc biệt quý vị biết là trong cái thời đại dịch Covid-19, khi mà di tản vì bão, vì thiên tai thì lại càng phải giữ cái khoảng cách như thế nào, social distancing, rồi đeo khẩu trang để tránh bị cái sự lây nhiễm. Như vậy, với cái cơn bão mà Lê Ngọc vừa mới nói đến cho quý vị, bão Marco và Laura, thì không biết có những cái cơn bão chính trị hay không thưa với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta biết là bắt đầu tối ngày hôm nay thì sẽ là kỳ đại hội đảng bên đảng Cộng Hòa. Luật sư Duyên ghi nhận như thế nào những cái cơn sốt dẻo vừa về bão thiên tai mà lại còn về chính trị nữa thưa luật sư Duyên? Và ngay cả thêm nữa là có lửa cháy ở cái vùng mà Duyên đang ở đó. Thì mấy ngày hôm nay mà cho tới giờ phút này đó thì những cái cơn lửa cháy có nơi thì có được kiểm soát khoảng 5%, cái nơi mà tốt nhất thì cũng chỉ kiểm soát được có 10% thôi. Thành ra khi hồi nãy Lê Ngọc nói là khi bầu trời của San Jose bây giờ đang có nhiều mây đó, thực sự bên cạnh cái mây đó là cái khói bụi của lửa cháy. Bây giờ cái thông tin mà nói rằng là nên evacuate hay là không có evacuate, nó cũng tùy theo nó thay đổi từng giờ một. Còn ngoài ra thì yes, như Lệ Ngọc nói là bây giờ mình đang ở giữa cái mùa đại dịch, thì những cái cơn bão như là
và cô Laura mà mình chống cái cơn bão đó, thì trong lúc mà mình đang di tản, mình đang chuẩn bị để mà đương đầu với những cơn bão như vậy đó, thì cái dịch coronavirus nó vẫn nằm ở đó. Và khi mà nó vẫn nằm ở đó, có nghĩa là mình vào một cái chỗ mà gọi là tạm trú đó, một cái shelter đó, thì những cũng lại phải đeo khẩu trang, cũng phải cách ly. Ngay cả ở bên 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 California đó, thì những cái lời dặn đó, nếu mà giả sử mà giờ chạy evacuate di tản vì lửa đi nữa, cũng phải là luôn luôn nhớ rằng không bao giờ quên cái coronavirus ấy. Mình biết nó đang bùng lên dữ dội, thì chắc chốc nữa Lệ Ngọc sẽ cập nhật về cái tin mới nhất về corona. Nói như thế để hiểu rằng là chúng ta together, mình đang trải qua những cái điều rất là gọi là khó khăn, rất là căng thẳng. Cho nên cái cơn bão chính trị thì yes, ngày hôm nay là sẽ là cái ngày khởi đầu của cái đại hội Đảng Cộng Hòa, thì chút xíu nữa anh em chúng tôi sẽ trở lại để thảo luận về cái những gì mà mình dự đoán là sẽ xảy ra ở cái đại hội của Đảng Cộng Hòa tối hôm nay, bắt đầu cũng cũng là 4 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng mà ngay trong lúc anh em chúng tôi đang nói chuyện thì có lẽ mà không hiểu là đã bắt đầu rồi hay là một chút xíu sẽ bắt đầu gì đó. Đó là một cái cuộc tường trình giữa hai vị lãnh đạo của cái bưu điện quốc gia mà trước Hạ viện, và mình biết rằng là cái cuộc điều trần này chắc cũng lại là một cơn bão nữa, một cơn bão chính trị ở trong Hạ viện nữa. Thì đó là những cái thông tin mà anh em chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và Lê Ngọc xin được cập nhật đến cho quý vị khán thính giả những cái con số của đại dịch COVID-19 ở trên thế giới. Sau những ngày cuối tuần thì thưa quý vị, hiện nay đã có hơn 23 triệu người đã bị nhiễm, 23.571.572 người đã bị nhiễm. Số người bị tử vong, bị thiệt mạng đã vượt qua con số 800.000 rồi thưa quý vị, 812.251 người đã bị chết, số người được chữa khỏi gần 15 triệu. Nước Mỹ của chúng ta như thế nào thưa quý vị? Lê Ngọc nghĩ chắc xấp xỉ cái con số mà gần 6 triệu người bị nhiễm nó sẽ rất là gần, vì ngày hôm nay đã 5.826.793 người đã bị nhiễm, số người tử vong Lê Ngọc thấy cũng không có gọi là nó ngừng mà nó vẫn còn tiếp tục gia tăng. Con số này đã tới 179.736 người đã bị thiệt mạng. Rồi số người mà được chữa khỏi hơn 2 triệu người. Đó là những cái con số mà làm cho chúng ta luôn lo ngại. Trong khi mùa thu lại sắp tới rồi, thưa quý vị, Lê Ngọc đã thấy có nhiều quý vị khán thính giả đã nói rằng: cô Lê Ngọc ơi, tôi nghe lời nhắn nhủ của cô, tôi đã đi chích ngừa rồi. Thì chích ngừa flu cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng nên bắt đầu để cho nó đỡ có những cái nỗi lo sợ trong trường hợp mà nếu mà chúng ta bị flu, bị cảm, bị sốt rồi bị ho, mà đó lại là những cái triệu chứng của COVID-19, thì ít nhất quý vị cũng cảm thấy đỡ lo sợ hơn. Và khi mà bước qua những cái phần tin tức trong cái vấn đề ngày hôm nay thưa quý vị, ngoài cái vấn đề mà cái cuộc điều trần mà luật sư Duyên nói có lẽ là sắp sửa xảy ra ở ngay tại Quốc hội, thì thưa với luật sư Duyên về cái vấn đề bưu điện mà hiện nay vẫn tiếp tục có những cái sự tranh cãi rất là sôi nổi, vì năm nay cái vấn đề mà chúng ta đi bầu nó hoàn toàn khác lạ với những cái năm trước đây. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, bước ngay vào cái sự kiện nóng bỏng đi, chỉ trước có một ngày đại hội đảng bên Cộng Hòa được khai mạc vào tối ngày hôm nay, thì chuyện gì đã xảy ra với một vị cố vấn cao cấp mà vị cố vấn này đã, thưa với luật sư Duyên, được biết là rất là thân cận với Tổng thống Donald Trump, bà Kellyanne Conway, bà đã tuyên bố từ chức. Chuyện gì thưa với là luật sư, có thật sự đúng như là lời bà nói là vì bà phải lo cho vấn đề trong gia đình của bà hay không thưa luật sư Duyên? Nó có nhiều cái gia đình Kellyanne Conway, thì quý khán thính giả và anh em chúng tôi cũng theo dõi tin đó. Thì thứ nhất là bà là cái người cố vấn rất là thân cận với tổng thống, và khi mà bà lên ống kính truyền hình đó, thì no matter what, ai muốn nói gì nói, bà chỉ giống như là một cái máy mà thu băng sẵn vậy đó. Bà nói liên tục, bà ca tụng chính quyền của tổng thống Donald Trump, và ai muốn nói cũng là bà không màng cái facts, không màng cái sự thực gì được cả. Thì đó là Kellyanne Conway. Trong khi cái ông George Conway là ông chồng đó cũng là Republican,
cả đời luôn đó, mà ông ta lại nằm ở trong cái nhóm chủ trương cái Project Lincoln. Project Lincoln là chuyên môn quảng cáo để mà gọi là phơi trần những cái sự thực về Donald Trump đó. Cho nên người ngoài nhìn vào cứ nói là không hiểu là hai vợ chồng này rồi buổi chiều đi về nhà họ nói cái gì với nhau, mà thì cái đó là cái chuyện riêng của gia đình. Nhưng mà mới cách cách đây vài một một tháng thì đứa con gái 15 tuổi nó bắt đầu nó nổi loạn và nó đưa lên Twitter, nó đưa lên TikTok, nó đứng về phía cha và chống lại mẹ. Mà rồi bà mới chắc có lẽ là cũng trong nội bộ trong gia đình đó, bà lên tiếng gì với cháu họ mình không biết. Nhưng mà cái ngày hôm hôm nay là chúng ta thứ hai, thì ngày cuối tuần đó, hôm thứ sáu thứ bảy, tin đưa ra là cháu này bây giờ 15 tuổi rồi, thì cháu nó là seriously đó, là tìm luật sư để nộp đơn xin cái nó gọi là emancipation. Quý khán giả hiểu là cái ở ở Mỹ đó, một đứa trẻ mà khi nó tới 14 tuổi thì giữa 14 tuổi với 18 tuổi đó cháu vẫn còn thuộc cái quyền quản trị của cha mẹ, có nghĩa là cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đó. Còn nếu mà giữa 14 tuổi cho tới 18 tuổi mà cháu muốn nói rằng là tôi không có muốn theo cái lời chỉ dẫn, theo cái kỷ luật, cái discipline của cha mẹ nữa đó, thì họ có thể mấy những cái cháu đó đó có thể xin tòa, nó có một cái thủ tục nó gọi là emancipation, mình tạm dịch giống như là được phóng, được tự do đó. Thì cháu phải xin cái thủ tục tự do đó để mà cháu không có còn lệ thuộc cái vấn đề quyết định của cha mẹ là học ở đâu làm cái gì nữa, mà cháu muốn được quyết định lấy cho chính mình như là một người lớn. Thì hôm hôm cuối tuần này cháu 15 tuổi đó cháu mới xin, nghĩa là đi tìm luật sư để mà xin nộp đơn với tòa xin cái emancipation đó, xin cái được cái quyền tự do đó. Khi vừa có cái tin đó xong thì ngày hôm qua, tức là ngày chủ nhật rất là trễ, bà Kellyanne Conway bà đã nói, bà đã trình bày với tòa Bạch Ốc là cuối tháng này, bây giờ chúng ta đã là ngày 24 tây rồi, thành ra chỉ còn khoảng đúng hết cuối tuần này là bà sẽ rời tòa Bạch Ốc, và bà nói rằng bà muốn tập trung cái nỗ lực cho gia đình của bà. Còn riêng ông chồng là ông George Conway đó thì ông cũng nói ông cũng sẽ ngưng, ông đóng cái tài khoản Twitter của ông lại, ông không có đưa cái ý kiến chính trị của mình lên trên Twitter nữa. Còn cái việc mà cái Project Lincoln của ông nó có tiếp tục hay không thì mình không biết, nhưng mà hình như đã tới một cái giai đoạn mà bà Kellyanne Conway và ông George Conway nói rằng là chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, trong khi con mình nó đã nổi loạn rồi, nó muốn đòi tự do rồi, thì có lẽ là mình phải spend giờ để mà mình lo cho con mình mà. Thì đó là cái lời phát biểu cho tới giờ phút này của hai phía. Mình không biết là cái sự thực ở trong gia đình ra như thế nào. Nhưng mà cái chuyện mà bà Kellyanne Conway bà không làm việc ở tòa Bạch Ốc vào cái thời điểm mà nó quan trọng, đó là cái đại hội Đảng Cộng Hòa, nó dĩ nhiên nó gửi một cái signal, một cái tín hiệu không tốt. Và cái tín hiệu không tốt này đó nó đang hòa với những cái tín hiệu khác nữa, Lệ Ngọc. Nó chẳng hạn như là bây giờ cái ông Jeff Flake đó, ông đó là ông là nghị sĩ, rồi khi Donald Trump lên làm tổng thống đó ông không chấp nhận cái con đường của Donald Trump nữa, cho nên ông nói ông sẽ không có tái ứng cử. Thì đó là cái trường hợp của ông Jeff Flake ở bên Arizona. Thì bây giờ ông và khoảng chừng hơn 20 người ngày đã từng là dân biểu và nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, bây giờ họ lại ráp lại với nhau để mà họ gia nhập cái nhóm. Cái nhóm đó mình đã biết là mình đã tuyên, mà mình đã loan báo một là như tháng trước mình đã nói rồi đó, là Republicans for Biden, có nghĩa là những người Cộng Hòa mà sẽ ủng hộ ông Biden. Họ thành ra lại thêm cái họ làm mạnh thêm một cái nhóm mà đang chống lại Tổng thống Trump. Trong khi đó thì những cái thông tin cho thấy rằng là bây giờ cái nhóm mà của Đảng Cộng Hòa mà theo Trump bây giờ đó, họ có một cái căn cứ mới, họ nói là họ là Trump Republican chứ không phải là Republican nữa, bởi vì nó trong cái Đảng Cộng Hòa bây giờ cái áp lực mà chống đối Trump đó càng lúc nó càng mạnh đến mức độ là cái nhóm mà cuồng Trump đó họ muốn có cái căn cước riêng, họ có muốn một cái identity riêng, họ nói là chúng tôi là
Trump Republicans. Thành ra bây giờ trong cái đảng Cộng hòa mình thấy hai cái thế lực, Trump Republicans là cái nhóm cuồng Trump, những cái nhóm còn lại gồm có những cái người tướng lãnh, những người làm việc hồi ngày xưa trong cái thời của George Bush này nọ, rồi ngay cả cái đại hội của đảng Dân Chủ mà những người Cộng hòa đứng đắn người ta cũng đi vào đó, và người ta nói là người ta chống lại Donald Trump. Thành ra cái khuynh hướng bây giờ, cái sự mà ra đi của Kellyanne Conway tối Chủ nhật ngày hôm qua, nó là một cái tín hiệu trong nhiều cái tín hiệu cho thấy là đảng Trump bây giờ thật sự là, nếu mà thính giả trong gia đình của NVR đó mà nghe anh em chúng tôi đó, là chúng tôi đã nói cái điều này trước rồi. Chúng tôi nói rằng là cái đảng Trump này không phải là đảng Cộng hòa nữa. Rồi bây giờ tất cả những điều anh em chúng tôi nói nó đang hiển lộ ra, Trump Republican, rồi Republican for Biden, chống lại Trump Republicans. Mình thấy, và cái đó chính là cái mà nó mô tả cái lời mà đơn giản mà Lệ Ngọc nói đó, cơn sốt chính trị. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, trở lại cái câu chuyện của gia đình của bà Kellyanne Conway đi. Từ đó, thưa quý vị, rất nhiều những gì đang xảy ra, chúng ta nói ngay trước mắt của mình đi, thưa với lại luật sư Duyên, đó là những người Việt tại hải ngoại. Nào là chỉ vì tranh cãi cái vấn đề giữa Cộng hòa Dân chủ, nhưng mà nói thật ra là giữa Tổng thống Donald Trump và hiện nay với lại ông Joe Biden đi, đã đưa đến những sự nào là giận dữ, rồi lại nhiều khi có những người dùng những cái lời lẽ rất là thô tục, bị đánh giá rất là thấp. Vì từ khi mà chính quý vị mà dùng những cái lời thô tục, cái đó nó đánh giá về con người của chính quý vị. Người nào chửi thì người đó lãnh thôi, thưa quý vị. Nhưng mà từ đó, thưa với luật sư Duyên, chúng ta thấy được ở ngay trong cái tình thương của một gia đình, của người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha, vì con cái của mình mà để qua tất cả những cái chuyện chính trị trở lại với nhau, thì thật sự nó có đúng như vậy không? Hay là ở ngay cái thời điểm rất là cần thiết mà luật sư Duyên vừa mới nói là đảng Cộng Hòa đang sẽ khai mạc vào tối ngày hôm nay, thì thưa quý vị, nói đến bà Kellyanne Conway đi, tại sao người ta có những cái câu hỏi, là tại vì bà là một người phụ nữ mà bà đã giữ một cái chức rất là quan trọng. Bà đã giữ là cái bài trước đây năm 2016, thì bà là một người mà bà đã đem lại cái chiến thắng trong cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà bà lại nói rằng hiện nay vì vấn đề gia đình, rồi để mà bớt đi những cái sự kịch tính, bà dùng cái từ mà người ta nói, thưa quý vị, người ta kể trong cái tin tức nói rằng là less drama, more mama, là đừng có những cái kịch tính về chính trị mà lại có một người mẹ nhiều hơn. Trong khi đó, thưa với luật sư Duyên, cái đẹp của gia đình đi thôi, bây giờ mình đừng có nói phía bên trong mình không biết, nhưng mà cái đẹp trong gia đình, người vợ, người mẹ cũng biết gọi là để có một cái sự đồng thuận với một người chồng, một người cha. Qua cái câu chuyện mà luật sư kể đi, ngay cả chính ông George Conway, chúng ta biết ông là một người luôn chỉ trích Tổng thống Donald Trump một cách rất là thẳng thừng, và ông cũng lên tiếng, ông cũng rút ra khỏi cái vấn đề hoạt động chính trị trong cái Lincoln Project. Thì thưa với luật sư Duyên, từ việc này đi, luật sư Duyên nghĩ là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có cảm nhận được một cái vấn đề gọi là có một cái sự chia sẻ với nhau một cách nó nhẹ nhàng hơn, hay là ở cái thời điểm này là không nên có những cái vấn đề mà tìm hiểu cùng nhau học hỏi trong cái vấn đề để bỏ cuối cùng bỏ cái lá phiếu của chúng ta vào ngày 3 tháng 11, thưa luật sư Duyên? Sẽ trả lời cái câu hỏi về cộng đồng người Việt. Bây giờ mình muốn phân tích cái hiện tượng chính trị cái thời Donald Trump nè. Chúng ta biết là thời nào cũng vậy, khi mà ra ứng cử là Dân Chủ với Cộng Hòa, qua từ thời Tổng thống Obama đi ngược trước đó là Bush, rồi đi ngược trước đó là Clinton, vân vân, nó luôn luôn có sự chống đối, có cái sự khác biệt, đối kháng lẫn nhau. Nhưng mà trong cái đối kháng đó đó, mình không có bị challenge, mình không có bị thách thức tới cái nhân cách của một con người. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là ông Obama với ông McCain, hai bên là họ đối đầu với nhau về chính trị, họ khác nhau về ý kiến chính trị, nhưng mà họ đều là hai người yêu nước Mỹ hết. Và cái đó là cái câu mà ông John McCain ông nói đó, khi một một bà ghét ông da đen Obama đó, bà nói là
Ông này là người Muslim, ông này là người da đen, thì ông John McCain đã ngay lúc đang tranh cử mà ông đã giật cái microphone lại liền tức khắc. Ông nói rằng là no ma'am, ma'am. Ok. Nó happen là cái ông Obama này với tôi không có đồng ý với nhau về cái quan điểm chính trị để làm cho nước Mỹ này nó tốt mà. Nhưng mà cả ông Obama cũng giống như tôi về thôi là những người yêu nước. Và cái đó là cái thái độ chính trị mà mình muốn cái đối kháng đó. Nó tới một cái thời của Donald Trump thì lại là một cái thời mà không phải là đối kháng về chính trị nữa, mà nó là đối kháng về cái giá trị cốt lõi của con người đó. Không, thật sự anh Duyên không có thích chữ thề, nó thiệt như vậy, không bao giờ thích. Nhưng mà từ cái lúc mà Donald Trump đi cầu thang xuống đó, mà mình coi rồi xong nó đứng ra, nó là giơ tay giật 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 chọc một cái người phế tật. Anh Duyên sinh sinh ra mà từ cái góc phố của một cái khu phố du đảng, mà anh Duyên thấy là yes, du đảng họ 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 có thể họ gọi là đánh nhau thô lỗ với nhau để vì cái sự sống của họ, nhưng mà nó còn có một cái giá trị con người nào đó. Mình đọc trong những cái tiểu thuyết mà du đảng, tiểu thuyết như là Đại Ca Thay này đó vân vân đó, nó vẫn còn cái chừng mực đó. Tới cái lúc mà Donald Trump mở miệng ra là tất cả những giá trị đó dục vô thùng rác hết, và nói lên những cái lời mà nó vừa đốn mạc, nó vừa ti tiện con gái của mình mà mình cũng muốn ngủ nữa, thế mà người ta vẫn ủng hộ. Thành ra cái sự ủng hộ mà nó không còn một cái nguồn gốc cái nhân cách của con người đó, nó mới đẩy tới cái mức độ mà tận cùng như thế này. Chưa bao giờ mà anh Duyên nói rằng là anh Duyên phải ra mà nói là binh một ông tổng thống nào đó hay là binh ông John McCain mà phải 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 dùng những cái mánh khóe côn đồ đó, chưa bao giờ đó. Nhưng mà những người mà họ binh Donald Trump đó, họ bắt đầu họ dùng những cái mánh khóe côn đồ. Chẳng hạn họ họ lên trước khi mà sở gì trước khi mà có những cái phản ứng mà chống lại đó, là tại vì cái nhóm cuồng Trump họ lên họ nói những cái chữ, họ xài những cái chữ mà chữ đó từ đâu, nó gợi ý từ ông lãnh đạo của họ. Là khi mà Donald Trump dùng những cái chữ như là shit hole, như là son of a bitch, như là những cái chữ mà tệ đó, là cái đó Donald Trump đã gửi cái tín hiệu cho họ rồi, cứ làm đi. Và họ say, họ cuồng ở trong cái chuyện đó. Donald Trump đứng đứng đang đứng làm cái đang 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 đứng ở cái rally đó, trong một cái buổi chính nói chuyện chính trị đó, mà nói là quánh nó đi, quánh nó đi rồi có gì tao trả tiền tòa chứ. Y hệt như là một cái anh chàng mà ở Việt Nam ngày xưa mà nói mày cứ bỏ tù nó đi có gì tao chịu đó. Đó là một cái thái độ nó đó đó, nó lại gợi lên mình dẹp cái cộng đồng Việt Nam mình qua đi, cái cộng đồng Việt Nam mình nhỏ lắm, nó gợi lên cái sự gọi là violent, cái cuồng bạo của cái nhóm da trắng cực đoan. Họ đã mất cái đất nước này, họ họ nghĩ không có mất đi đâu hết, nhưng mà họ nghĩ rằng là cái đất nước đang lọt vô tay một ông tổng thống da đen và lọt vô tay cái nhóm da màu đó, gần như là cái America của họ nó mất rồi. Cho nên bây giờ no matter what, bên đảng Cộng Hòa có 14, 15 người, người rất thế giá, rất là đàng hoàng, trong đó cả có ông John Kasich nữa. Họ không care. Họ nói là họ chỉ cần một người mà dám chửi cái bọn di dân, dám chửi chửi cái bọn da màu, chửi cha tụi nó đi là tụi tôi theo thôi. Và cái đó nó lại trong cộng đồng Việt Nam của mình, 65% thấy cái điều đó là kỳ dị. Có 35% mình không biết vì cái lý do gì. Thứ nhất, họ cũng không phải là cái người da trắng cực đoan nữa, nhưng mà đã có những cái người mà đến mức độ mà linh mục, tu sút, sư cũng số đó không nhiều. Cái đạo Thiên Chúa và đạo Phật vẫn hoàn toàn vẫn tốt, nhưng mà có một cái nhóm mà gọi là mà anh Duyên vẫn chọc quê đó, anh Duyên nói mà chưa linh mà đã mục rồi đó, đó là cái đám đó, và kèm theo những cái con người mà mọi người nói ok đó là cộng đồng người Việt, anh nói đó là cộng rác đó. Thì bây giờ trở lại vì sao có cái hiện tượng đó, là bởi vì ngay cả những cái đốn mạc tới tận cùng đó,
nó cũng có cái tần số của nó, và những cọng rác của Việt Nam hòa cùng cái tần số đó cho nên mới chấp nhận cái điều đó. Chứ bây giờ mình nhìn lại nè, cái cộng đồng Houston của Việt Nam mình nó sở dĩ mạnh tặng một cái bông hồng là tại sao? Là tại vì nó có những cái giá trị tiềm tàng, cho nên xảy ra cái chuyện mà Black Lives Matter đó, là một người khoảng 50 tuổi, 50 tuổi thì cũng không có trẻ nữa, nhưng mà ra dựng cái bản bắt Black Lives Matter, no matter what, mấy ông có chửi, mấy ông có làm cái gì, chúng tôi vẫn làm, và chúng tôi vẫn làm rất là thế giá. Một người phụ nữ qua đây, tôi đâu có chửi ai đâu, tôi chỉ nói rằng lắng nghe những cái khoa học gia muốn tấn công tôi cứ tấn công. Và mình thấy thành ra bây giờ cái sự mà tranh cãi bây giờ đó, sở dĩ mà nó tới cái mức độ thô tục đó là tại vì cái ông lãnh tụ của mình, ổng còn thô tục hơn cả cái mức độ thô tục bình thường nữa. Quý khán thính giả thấy không? Ổng đi tới bất kỳ nước nào, người ta không nói thôi, nhưng mà sau lưng người ta diễu với nhau là người ta diễu trên đầu của cái tay này. Cái đó là cái mà mình thấy. Nhưng mà bây giờ nó cái những cái tiếng nói mà gọi là cà chớn đó đó, nó vẫn là nhạc âm, nó vẫn là music ở trong cái lỗ tai của một số người. Mà đừng có nói với tôi là con là đa số cộng đồng Việt Nam gọi là đi theo cái chiều hướng tệ hại xấu xa đó. Nhiều người nói bây giờ Việt Nam mình 65% là ủng hộ Trump. Tôi nói là mấy ông không có con số. Bây giờ tôi với ông cùng lên Google cùng xem cái con số, thưa quý khán thính giả, trong cái cuộc bầu cử năm 2016 đó là cộng đồng Á Châu khoảng 72 cho tới 75% là bỏ chống lại Donald Trump. Trong đó cộng đồng Việt Nam 65% chống lại Donald Trump, chỉ có 35% cho Donald Trump nó thôi. Thế mà người ta con số đó, nó con số là con số bầu cử, nó rõ ràng như vậy. Và ngay cả những cái gọi là đây không phải là người ta chống đảng Cộng hòa mà người ta chống Trump đến cái mức độ mà những cái thủ phủ Cộng hòa của ở ở trong cộng đồng Việt Nam đó là mất ghế hết về tay dân chủ, mà người ta vẫn nói là chúng cộng đồng Việt Nam chống ủng hộ tổng thống Trump. Họ nói họ làm một cái những cái tụ họ gì những cái hội tụ lớn để ủng hộ tổng thống Trump, làm gì có một lâu lâu gom lại được đâu, một nhóm người đó cái chụp hình căng những cái bảng ra là cộng đồng Việt Nam ủng hộ tổng thống Trump, họ căng cho thiệt dài ra cái bức hình thiệt là dài, tôi đếm từ bên trái qua tới bên phải hình như 17 18 ngoe mẹ le que toàn là những cái tay những cái cọng rác không, chụp hình ra là cộng đồng Việt Nam là ủng hộ tổng thống Trump. Họ viết những cái bài như là một phụ nữ Việt kiên cường mà là đứng giữa đường oang oang ca tụng tổng thống. Bởi vậy tôi mới buồn cười, tôi mới cứ diễu thôi, tôi nói còn mà những kẻ chống ngài đó lên đài nói nhỏ nhỏ thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, Lê Ngọc, qua cái câu chuyện mà luật sư Duyên vừa mới chia sẻ với quý vị về ngay cả chính cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta nữa, Lê Ngọc cũng có nhận được rất nhiều những cái nhắn tin của quý vị. Lê Ngọc nhớ, tại vì khi mà nói chuyện với luật sư Duyên thì Lê Ngọc nhớ trước nhất đó là khán thính giả mà ở California đã gọi nhắn tin vào, thì có một vị mà ở 714 đó là nói Lê Ngọc, tại sao có một cái đài công giáo ở Cali mà lại nói rằng tất cả những người trong bên phía công giáo đều bầu cho tổng thống Donald Trump, ngay cả chính những quý vị cũng là người trong đạo công giáo hay là tất cả những người Việt ở tại hải ngoại của chúng ta cũng đều lên tiếng, mặc dù chúng ta biết rằng lúc nào cũng có bên phe bên binh và bên chống, nhưng mà không phải là hoàn toàn là đều chống tất cả hoặc là hoàn toàn đều binh tất cả. Thì thưa với lại luật sư Duyên, nếu mà nói đến những người con trong gia đình mà đại diện qua cái câu chuyện của vợ chồng của Conway đi, khi mà người con gái mà luật sư Duyên là vừa mới kể đó là Claudia Conway chỉ lên tiếng và cho biết rằng là người mẹ của cô đã hủy hoại cái đời sống của cô chỉ vì tiền bạc, chỉ vì danh lợi. Một cái điều mừng là Lê Ngọc thấy là người mẹ này đã biết nghe lời của người con và cảm nhận được trong gia đình của mình đã đến lúc mà mình phải từ bỏ cái sự nghiệp của mình chỉ vì muốn giữ gìn cái trong gia đình của mình. Đó là một cái điều rất là hay. Thì Lê Ngọc hy vọng
sự việc này cũng đánh thức gọi là những người trong cộng đồng của chúng ta không nên có những cái lời mà giống như là để mà luật sư Duyên nói những cái cọng rác làm cho cảm thấy như là nó ảnh hưởng đến cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại của chúng ta. Rồi từ cái câu chuyện này thưa luật sư Duyên, Lê Ngọc thấy rằng là trong cái danh sách mà của những người diễn giả sẽ nói trong những ngày của Đại hội Đảng Cộng Hòa được khai mạc vào tối ngày hôm nay thì bà Conway cũng sẽ lên tiếng. Thì như vậy không biết là bà khi mà bà nói cái bài phát biểu của bà thì bà có nói đến cái vấn đề bà từ chức hay là như thế nào không? Lê Ngọc cũng đang thắc mắc lắm luật sư Duyên, không biết là bà sẽ nói gì khi mà bà đã tuyên bố bà sẽ rời khỏi chức vụ của bà vào cuối tháng này thưa luật sư Duyên. Đoán mình đoán là bà sẽ nói gì thì giống như mình nghĩ giùm cho bà, nó cũng hơi 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 không đúng. Nhưng mà mình anh nói là nếu mà giả sử là anh Duyên là cái người đã phục vụ cho Tổng thống Trump, đã tuyên bố đủ thứ rồi đó, thì ngày hôm nay cái tập trung vẫn là đừng có nói nhiều về những cái chuyện mà xung khắc đối kháng giữa mình với gia đình mình, hay là chỉ tối hôm nay đó, nếu mà bà Kellyanne Conway bà nói chuyện đó thì mình sẽ nghe là bà nói là trong vòng 4 năm qua Tổng thống Trump đã thành tựu những điều gì, những điều bà nói đó có thể không là sự thực, không có cái facts để mà support, nhưng mà bà chỉ nói cho nó đủ. Rồi đồng thời bà cũng nói rằng là cái platform của Tổng thống là Make America Great Again mà, thì cũng chỉ nói những cái điều chung chung như vậy thôi. Và ngay giờ phút này mình biết cái chuyện ra đi của bà Kellyanne Conway đó là nó có những nó có nó complex, nó nhiều lý do phức tạp lắm, nhưng mà nói rằng là thuần là bà thức tỉnh để mà bà nói rằng là bà bây giờ bà bỏ ông Donald Trump mà bà đi ra tương tự như những cái hành động của ông tướng Mattis chẳng hạn đó, thì cái điều đó không có. Kellyanne Conway nhìn cái nhân cách và nhìn cái cách nói chuyện nó thể hiện ra cái mặt của bà đó, bà không phải là một cái người mà cái nhân cách nằm ở cái tầm cỡ của những nhân vật như là ông tướng Mattis hay là ông tướng Powell, không phải như thế đâu. Còn sẵn đang nói về cái tối ngày hôm nay đó thì cũng anh em chúng tôi cũng đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta nhớ là 4 ngày của dân chủ thì có 4 cái chủ đề, thì cho tới giờ phút này là bên phía bên Cộng hòa họ đưa ra 4 cái chủ đề đó. Thứ nhất cái ngày tối hôm nay là Land of Promise, có nghĩa là đất hứa. Cái thứ ngày ngày mai đó là Land of Opportunity, là đất của cơ hội. Rồi ngày thứ tư là Land of Heroes, đất của những anh hùng. Và cuối cùng là cái đất của sự vĩ đại, greatness. Đó là 4 cái chủ đề mà để mà kết thúc, có lẽ là để nói rằng là cái greatness này đó, bây giờ tổng thống sẽ make America great again. Cái kẹt nó của một cái confusion ở trong Đảng Cộng hòa đó là tổng thống đã làm tổng thống 4 năm rồi. Thì thế bây giờ hồi xưa đó là tổng thống nói rằng là 4 năm đầu của tổng thống là make America great again, có nghĩa là trả lại cái greatness đó, trả lại cái vĩ đại đó cho nước Mỹ. Rồi 4 năm sắp tới nè sẽ là keep America great, có nghĩa là làm cho nước Mỹ tiếp tục vĩ đại. Nhưng mà cái kẹt là cho tới giờ phút này người ta nói là hỏi tổng thống là 4 năm tới để mà làm cái gì đó, 2-3 lần trong 2-3 cái cuộc phỏng vấn khác nhau được hỏi một câu dễ như vậy mà tổng thống trả lời không được, có nghĩa là tổng thống không biết là 4 năm qua mình đã làm gì và 4 năm tới mình sẽ làm gì, tổng thống hoàn toàn không biết, cho nên nó có một cái confusion. Vậy thì cái mà Land of Greatness đó là mảnh đất của sự vĩ đại đó, bây giờ mình không hiểu là mình là cái gì đây nữa. Thành ra có nhiều người nói là bây giờ chắc là tổng thống sẽ sử dụng lại cái motto, cái khẩu hiệu của năm 2016 đó, là lại là MAGA nữa, là Make America Great Again Again thêm một lần nữa. Thành ra cái sự hỗn loạn là nó đang xảy ra. Mà trong lúc mà cái hỗn loạn mà đang xảy ra như vậy đó thì nó lại có một cái buồn cười,
cái buồn cười là thứ nhất là nổi cái việc cái địa điểm thôi. Thưa quý khán thính giả, là cái địa điểm lúc đầu đó thì là tính nói là ở North Carolina. North Carolina người ta nói là người ta không chấp nhận, mới nói là chạy qua Jacksonville của Florida. Jacksonville cũng không chấp nhận nữa, thì tìm tới tìm lui cho tới những cái giờ phút cuối cùng đó thì tổng thống mới chọn. Dĩ nhiên tổng thống ra lệnh, tổng thống chọn thì người ta phải làm thôi, thì nó sẽ chọn cái địa điểm là ở ngay cái chỗ khu DC của Lệ Ngọc đó. Khu DC của Lệ Ngọc nó có một cái building, anh Duyên cũng coi hình chụp thì mình thấy thôi, là một cái building thật là lớn, rồi có những cái cột mà Corinthian, cái cột của Hy Lạp ngày xưa đó. Thì cái building đó nó tên là Andrew Mellon Auditorium. Thì cái hội trường Andrew Mellon này bây giờ được dùng là cái nơi để mà những cái bài dị diễn thuyết chính của tổng thống sẽ được nói ở đó. Khi mà vừa lựa cái địa điểm đó xong đó, thì cũng tại DC của Lệ Ngọc đó có một cái hotel, International Hotel của Trump ở tại DC. Đây là một cái buồn cười nè, là tổng thống lập tức gọi là nâng giá. Dĩ nhiên tổng thống đâu có cần nói đâu, tổng thống chỉ nhá như thế nào đó mình không cần biết, mà bây giờ cái giá của cái hotel đó đó, hỏi từ cái chỗ cái hội trường mà tổng thống mà làm việc đó, thì nếu mà quý thính giả mà Google đó, là chúng ta đi bộ đó, nếu mà đi bộ từ cái chỗ đó đi đúng một block đường đi qua cái hotel, thì cái khoảng cách đó đúng 4 phút đi bộ. Thành ra thí dụ bây giờ 7 giờ là cái đại hội bắt đầu đi, 6 giờ đại hội bắt đầu, thì là 6 giờ của bên California đó, có nghĩa là bên đó là 9 giờ đó đại hội bắt đầu đó, thì trước đó 10 phút mình cứ tà tà mình đi bộ qua cũng được rồi mà. Thành ra bây giờ cái giá, tự nhiên là cái giá phòng của cái hotel của tổng thống đó, nó bung lên 160%. Ngay bây giờ cái giá là cái phòng mà rẻ nhất ở đó đó là 600 đồng, lên tới một cái suite đó là 10.000 đồng. Trong khi đó những cái hotel khác mà gọi là sang trọng bằng hoặc là hơn luôn của cả tổng thống đó, thì cái giá nó vẫn còn là 365 đồng. Nói như thế để mà quý khán thính giả hiểu là bất kỳ một cái điều gì mà tổng thống làm đó đều là tiền phải vô túi tổng thống. Chúng ta nên nhớ là cái quỹ để mà trả cho những cái hotel, trả cho những cái di chuyển này nọ từ đâu có, đó là từ cái quỹ tranh cử, tức là gom tiền của thiên hạ về để tranh cử mà. Rồi bây giờ làm cái đại hội này thì cái từ đảng Cộng Hòa ký một cái check trả qua cho hotel của tổng thống. Thành ra từ cái túi quan đi qua cái túi ngài, quan với ngài là một, đại khái nó như thế. Là giống như tôi vẫn đã nói đó, hồi còn nhỏ là nhộng, mà tới khi lớn lên là ngài, mà bướm đêm mà nhộng hay ngài cũng là cái loài sâu bọ hết. Và cái sâu bọ này đó chúng ta đã thấy 4 năm nay, cuối tuần là đi đánh golf. Đánh golf ở đâu? Đánh golf tại sân golf, một là Florida, hai là New Jersey, là những sân golf của Donald Trump. Những cái sân golf của Donald Trump ở trên thế giới này đó là những cái viên chức mà đi đâu mà đi mà gần cái đó, không phải là gần lắm nữa, nghĩa là cách đó chừng vài tiếng đồng hồ đó, thì thay vì đi mấy trăm dặm, thay vì ở cái chỗ đó đó, thì sẵn sàng bay hoặc là lái xe mấy trăm dặm ngược lại cái chỗ mà cái sân golf hay là những cái resort của Donald Trump để mà ở đó. Để chi vậy? Để tiền của liên bang, tiền tranh cử, tiền từ thiện lọt vào túi của quan. Cho nên quan hồi nhỏ là nhộng, lớn lên là ngài, mà còn hồi chưa là tổng thống thì là quan, bây giờ làm tổng thống cũng là ngài, từ nhộng qua ngài. Giống như cái câu của tôi nói đó, cũng chỉ là một cái loài sâu bọ, cả đời là sâu bọ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị chi tiết về đại hội đảng bên Cộng Hòa sẽ bắt đầu khai mạc trong ngày hôm nay, thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 8 cho đến hết ngày 27 tháng 8. Có một cái điều ngoài những cái sự kiện mà luật sư Duyên vừa mới nói, để quý vị thấy được những gì đang xảy ra, tại sao mà những cái phòng của hotel của Trump ở tại DC lại lên giá quá như vậy. Còn một cái chuyện người ta đặt ra nữa là, thưa quý vị, Donald Trump,
Ông dự kiến ngày nào trong cái đại hội đảng Cộng Hòa thì ông cũng sẽ có một cái bài phát biểu ngược hẳn với truyền thống của chính đảng Cộng Hòa từ lâu nay, là ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa cũng sẽ chỉ phát biểu vào cái đêm cuối cùng của đại hội mà thôi. Thì quý vị cũng đã thấy nó cũng đã xảy ra ở tại đại hội đảng Dân Chủ, là ứng cử viên bên đảng Dân Chủ ông Joe Biden cũng chỉ có cái bài phát biểu chính ở cái đêm cuối cùng mà thôi. Ngoài sự việc này, thưa quý vị, người ta còn nói rằng là Tổng thống Donald Trump và gia đình của ông là những nhân vật của trung tâm của đại hội. Thì nói đến đại hội thì sẽ có khoảng 300 đại biểu đại diện cho 50 tiểu bang của nước Mỹ. Họ sẽ có cuộc họp tại Charlotte của tiểu bang North Carolina. Thì họ sẽ chính thức chỉ định là ông Donald Trump sẽ làm ứng cử viên tổng thống lần thứ hai. Đại hội đảng này, thưa quý vị, họ nói đến là phu nhân của tổng thống Donald Trump, tức là đệ nhất phu nhân bà Melania Trump và bốn người con đầu sẽ lần lượt có những cái bài phát biểu. Người con trai đó là Donald Jr. cùng với vợ là Kimberly Ann Guilfoyle hiện đang làm việc cho đài truyền thông của Fox News đó, thưa quý vị, sẽ có bài phát biểu trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của khai mạc cho Đại hội Đảng Cộng Hòa. Rồi Melania Trump, người con trai là Eric và người con gái là Tiffany cũng sẽ có bài phát biểu ngày thứ hai, ngày sau đó. Rồi vợ của Eric là cô Lara thì làm việc trong một cái chương trình tái tranh cử của tổng thống cũng sẽ có bài phát biểu vào ngày thứ tư, ngày 26 tháng 8. Phát biểu vào ngày cuối cùng của đại hội sẽ là ai, thưa quý vị? Đó chính là Ivanka Trump, cố vấn của tòa Bạch Ốc cùng với chồng đó là Jared Kushner, cũng là một cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump. Do đó, thưa quý vị, người ta nói rằng những diễn giả chính chưa gì là thấy là hầu như những nhân vật trong chính gia đình của Tổng thống Donald Trump là đã có những cái bài phát biểu. Còn theo những thăm dò của dư luận thì chúng ta đang biết là Tổng thống Donald Trump đang bị đối thủ của ông, đó là ông Joe Biden, đang vượt khá xa ông. Thì từ vài tuần nay những cái thăm dò cho thấy là ở những cái tiểu bang mà những cái tiểu bang chiến trường thì ông Joe Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Donald Trump. Do đó, hiện nay cái áp lực lên cho Tổng thống Donald Trump trong cái 4 ngày của Đại hội Đảng Cộng Hòa này rất là lớn, thưa quý vị. Thì theo cái ghi nhận của luật sư Duyên, anh Duyên có ghi nhận rằng là với những cái ngày họp của Đại hội Đảng Cộng Hòa này sẽ giúp cho ông Donald Trump thay đổi được tình thế trước ngày bầu cử hay không, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là cái chuyện mà ngay bây giờ mà nói rằng là còn chỉ hơn 2 tháng, bây giờ còn đâu khoảng 70 mấy ngày mà nói là thay đổi tình thế thì nó khó. Là nội cái khi mà Lệ Ngọc vừa vừa đưa ra cái tin đó, là trong mấy ngày này toàn là gia đình nói chuyện. Quý khán thính giả nhớ đi, khi mà bao giờ mà có một cái nhóm quyền lực nào mà họ chỉ tập trung vào gia đình họ đó, theo cái kiểu mà gia đình trị hay là phe phái của mình trị đó, là tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái phản ứng ngược. Cho nên ngay bây giờ ở những cái người mà trong mà gọi là đảng Cộng Hòa thì mình biết rồi, họ đã tập trung, họ muốn là đập banh càng cái nhóm Trump này để mà họ lấy lại cái đảng. Cái đó là nó rõ quá rồi. Ngay cả nếu mà cứ tiếp tục cái chiều hướng này đó thì những cái người mà trong cái đảng Trump đó, trong trong cái mà Trump Republican đó, mình cũng sẽ thấy có sự chống đối, là tại sao tôi đổ hết mồ hôi, tôi đổ hết nghĩa là nước mắt để mà tôi lo tôi tổ chức cái này nọ đó, thì tất cả những cái đám hưởng là ai? Đám hưởng là Trump cha nè, Trump con nè, rồi Trump con gái nè, rồi vợ Trump nè, rồi con rể Trump nè, tất cả một cái gia đình dòi bọ đó tự nhiên nó hưởng hết. Chúng ta phải hiểu những cái người mà đi làm chính trị đó, người ai cũng có một cái agenda riêng hết đó. Thành ra tôi nói rằng là quý khán thính giả để ý, mình dự đoán trước, mình nói trước để rồi sau cái 4 ngày này mình sẽ nghe những cái thông tin người ta nói. Nếu mà nó rò rỉ ra đó thì ngay cả ở trong cái đảng Trump này, chứ đừng có nói đảng Cộng Hòa là bây giờ người ta đã chống đối hẳn rồi, thì trong cái đảng Trump này nó cũng sẽ bị vỡ nữa.
và nó sẽ có vỡ những cái manh mún đó, để mà những cái phân tích đó để trả lời cái câu hỏi của Lệ Ngọc là những cái điều gì mà Donald Trump nói vào trong 4 ngày liền, mình ngày nào cũng trường cái mặt của mình ra, cái băng nó nhão hết rồi, nghĩa là cái mỏ nó phù hết cỡ rồi, mà ngày nào cũng tích phù, ngày nào cũng phát cái băng nhão đó, tự nhiên nó gây cho mình một cái cảm giác gọi là chán ngấy đó. Nếu mà tôi là Trump, Trump Republican đi nữa, tôi cũng ngán nữa mà. Cho nên trả lời dứt khoát với Lệ Ngọc là dĩ nhiên cái đám mà cuồng Trump nó không cách chi mà làm cho họ thay đổi cái đầu của họ đó, mà mình cũng không có cái nhu cầu làm cái chuyện đó, nhưng mà chắc chắn cái nhu cầu mà cuồng Trump thì dẹp qua một bên, nhưng mà cái nhóm mà người ta, thứ nhất người ta theo Trump chỉ vì một cái quyền lợi gì đó, bắt đầu người ta cũng suy nghĩ lại rồi. Cái nhóm mà những cái người như bà Kellyanne Conway chẳng hạn, ngay tới cái giờ này lẽ ra vào cái lúc mà chiến đấu mà tận tụy nhất đó, thì bà nói rằng là nếu thật sự, thưa quý khán thính giả, là nếu mà Trump có một cái cơ hội gì mà làm cho bà cảm thấy bà vui hơn, bà hăng hái hơn đó, thì có thể bà stay với Trump. Đằng này còn có 7 mấy ngày nữa, bà nói là thôi anh ba cứ lo đi anh ba, em về với gia đình em đó. Là mình nghe cái câu đó là mình hiểu rồi. Cho nên cái đại hội này có giúp được Trump nhiều hay không, thì cái câu trả lời là không. Nó có làm cho cái đám cuồng Trump sẵn đó mà sôi sục đó, cái base đó nó sôi sục hay không, có thể có chút đỉnh, có thể sôi sục lên, nhưng mà hỏi là cái nhóm đó đó nó có nới rộng ra hay không, thì anh Duyên ngờ cái chuyện đó. Mà sở dĩ mà anh Duyên ngờ cái chuyện đó đó là tại vì trong cái lúc mà đại hội đảng đang 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 sắp sửa diễn ra nè, đủ tất cả những cái tin mà nó gieo cho nó nói cho người Mỹ biết rằng là phải đề phòng. Từ cái bản báo cáo của Thượng viện, bản báo cáo của tình báo Thượng viện, mà chúng ta biết cái Thượng viện là do Trump là do cái đảng Cộng hòa kiểm soát, mà nó đang nghiêng về cái đảng Trump đi nữa đó, thì tại làm sao ở vào cái thời điểm này Thượng viện mà cái bản báo cáo đó là do Marco Rubio, do cái ông Burr, ông soạn thảo và làm chủ tịch đó, lại bung ra vào lúc này. Bung ra vào lúc này nói rất rõ về cái chuyện là Nga đã lũng đoạn tới cái mức nào. Nó lặp lại cái lời của nó nhắc lại cái lời của ông Mueller đó, là tất cả every American need to know điều này, đó là Nga chuyên môn tấn công chính trị của Mỹ. Trong lúc mà Nga đang tấn công chính trị của Mỹ đó, mình có nghe một cái lời nào từ Trump, từ gia đình của Trump lên tiếng không? Cái câu trả lời là zero. Rồi bây giờ đó là về chính trị, về gia đình mà nói đó, thì cô Mary Trump hôm nọ cổ ra cái quyển sách là too much mà không có bao giờ, nhiều thiệt nhiều mà không bao giờ đủ, never enough. Thì ngày hôm nay cổ lại bung ra những cái băng, những cái cuộn băng mà cổ nói chuyện với bà chị là bà Marianne Barry, bà này là bà Marianne Trump Barry, bà lấy chồng thì bà lấy cái họ Barry thôi, nhưng mà bà là chị ruột của Donald Trump đó. Thì cái băng này được thu 2 năm sau khi mà Trump đã làm tổng thống rồi đó, thưa quý khán thính giả. Mà những cái lời này nó đưa ra, tôi phải nói về luật pháp chút xíu, là có những tiểu bang đó mà mình thâu lén như vậy thì bị cấm. Chẳng hạn như ở California mà nói chuyện với người ta mà thâu lén cái cuộn băng đó thì cái đó là một cái felony, không có được bung ra. Còn ở New York đó thì lại cho phép. Thành ra cô Mary Trump đó, cổ nói chuyện với bà cô của mình là bà Marianne, rồi cổ thâu lại, trong đó có những cái lời của một bà chị mà em mình bây giờ đã là tổng thống rồi đó, mà bà cũng phải lên tiếng. Bà nói là Trump là một con người mà chỉ biết nghĩ tới mình thôi, chỉ cứ lo chỉ nói về mình thôi, không có bao giờ nói gì ai khác hết đó. Còn nói tới cái chuyện mà Trump gọi là hành hạ những cái người mà di dân ở ở ở ở phía nam của nước Mỹ này, chỗ ở khu vực Texas với California đó, thì bà nói rằng là Trump là một cái thằng tàn ác, cruel, nói rõ ràng như vậy. Bà nói là
gia đình người ta như vậy mà tách ra, và trong đó có một cái câu mà lặp lại cái lời của Donald Trump nói khi mà phỏng vấn đó, thì Donald Trump nói với báo chí gì, lẽ ra nó là ổng đưa bà chị mình đi xuống biên giới, tức là chị ruột của mình đó, mà nói là để đưa xuống biên giới. Rồi bà Marianne Barry, bà chị đó, bà nói là có lẽ là bà nói với cô cháu mình, bà nói là có lẽ là Trump không có đọc, tại vì đọc những cái phán quyết của bà, tại vì bà này là thẩm phán của cái tòa thượng tố ở liên bang, mà thành ra những cái vấn đề mà xin asylum này nọ thua ở tòa dưới thì đưa lên tới bả đó, thì bả là cái người viết những cái ý kiến. Thì đã có lần đó bả chỉ trích một ông tòa liên bang mà cấp dưới đó, nói rằng là cái lối đối xử của ông tòa đó với một cái hồ sơ tị nạn đó là một cái lối đối xử mà hoàn toàn không có tôn trọng người ta. Thành ra bà này bây giờ bà mới hỏi cái cô cháu Mary Trump đó, bà hỏi là bà nói là thằng này nó không có, chắc là nó không có đọc cái những cái phán quyết của tôi. Thì Mary Trump mới hỏi lại bà cô mình là bà nghĩ là đọc, có đọc không? Bà này bà nói là Trump chả bao giờ đọc cái gì hết đó. Đó là cái những cái câu mà bà nói. Rồi từ cái cuộn băng đó bà nói lên cái sự giả dối của Donald Trump. Chính cái chuyện mà đi thi SAT mà nhờ cái ông Joe Shapiro đó để mà thi dùm đó, là từ bà chị bà Marianne bà nói ra, chứ còn cái cô Mary Trump này cổ làm sao mà cổ biết. Mà thành ra cái kết luận trong cái bài báo mà nó tường thuật lại những cái điều gì mà cô cháu Mary Trump đã ghi nhận lợi lại từ cái lời của bà cô mình là bà Marianne đó, nói là bà Marianne bà nói rằng là bà nhìn thấy bà nhớ lại hồi mà ông cha đó, tức là ông Fred mà ông chết đó, đám tang của cha mình mà Donald Trump ra phù mõ lên không nói gì về cha mình hết đó. Tất cả những cái bài gọi là bài điếu văn của Donald Trump đó chỉ nói về chính mình thôi. Bà nói là nhìn, bà nói bà quan sát cái cách mà Donald Trump mà gọi là mổ ngực xưng tên như vậy đó, bà nói rằng là bà cái ngày mà bà ra đi, ngày bà chết đó, bà không muốn bất kỳ một người nào trong gia đình, trong anh em của bà mà lên mà gọi là đọc điếu văn vậy đó, bà biểu lờ cái chuyện đó đi. Thì mình cứ hội tụ hội lại nè, nào là báo cáo thượng viện, nào là bà Marianne Trumberry bà chị, rồi tất cả những cái gì xảy ra luôn cả 4 ngày, ngày nào cũng Trump cũng lên phù mõ, bên cạnh Trump vừa phù mõ xong đó là trong gia đình sắp hàng nữa để mà ca tụng Trump. Nếu mà tôi mà là một Trump Republican, tôi là một đảng viên của đảng Trump đi nữa đó, tôi cũng nói là Fox you, không có bao giờ mà tôi tôn thờ đến cái mức độ đó đó. Cho nên tóm lại là cái tiếng Việt Nam của mình nó có những cái câu mà nó hơi thô tục đó, nghĩa là mình không có tiện nói ra đó, nó đều áp dụng vô đúng cái bối cảnh của gia đình Donald Trump, đúng bối cảnh của cái gia đình nhỏ nhỏ của Donald Trump nè. Tức là tôi đâu có quẩn đâu mà tôi cứ làm cho ông hoài, cái đó tôi làm cho ông hưởng đó, mà thì cái đó là cái mà nó trả lời liệu qua 4 ngày này đó Trump có kiếm được thêm phiếu hay không. I don't think so. Trở lại với lại Ngọc. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến người chị của Tổng thống Trump, bà Marianne Trumberry, thì năm nay bà đã 83 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi này, thưa với luật sư Duyên, chúng ta có nghĩ rằng với những cái lời phản bác từ tòa bạch ốc trở lại, khi mà họ nghe được cái cuộn băng rò rỉ từ bà Marianne, thì cho rằng đây cũng lại tiếp tục là một cái vấn đề chính trị mà chúng ta biết rằng luật sư Duyên cũng đã nói bà này, bà đã là cựu chánh án của tòa kháng án liên bang ở ngay quận hạt số 3 ở ngay tại New York, thưa quý vị. Mà một cái điều bà lại chính được một vị tổng thống bên đảng Dân Chủ, đó là ông Bill Clinton, bổ nhiệm bà vào ngày 22 tháng 9 của năm 1999. Thì quý vị thấy được cái vai trò của bà Marianne qua những cái kinh nghiệm, qua những cái cá tính của bà, vì bà là một người ở đảng Cộng Hòa, rồi bà cũng được cố tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm cho bà làm chánh án tòa liên bang.
trước đó từ ngày 7 tháng 10 của năm 1983 nữa. Thưa quý vị, thành thử với những cái lời của bà Marianne khi mà bà nói lên mà quý vị đã nghe qua, đây là một cái sự chấn động mà bà đã tuyên bố mà chúng ta nghe được từ ngày cuối tuần, là những cái cá tính của Tổng thống Donald Trump, những cái điểm nổi bật mà luật sư Duyên vừa mới nói cho quý vị nghe. Nào là một người không có lập trường, một người không có nguyên tắc, một người rất là độc ác, rồi lại một người không có đọc sách, rồi là một người, một đứa trẻ rất là xấu tính và không có thể nào tin được Donald Trump. Thì qua những cái sự việc đó như vậy đó, thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta nghĩ gì khi mà cái phản bác của Tổng thống Donald Trump của Tòa Bạch Ốc thì cho rằng đây lại là một cái vấn đề chính trị để mà cố tình gọi là dè xét Tổng thống Donald Trump ở một cái con người như là bà Marianne Trump này, thưa với lại luật sư Duyên, cái vấn đề cái sự phản bác đó có tạo ra được một cái ảnh hưởng hay là giống như luật sư Duyên nói thì vẫn chỉ là cuồng Trump mà thôi, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, bây giờ nó rõ rồi, cái đám mà cuồng Trump nó vào khoảng từ 38% tới 41%, cái đám đó nó vẫn nằm ở đó. Hỏi là có thêm được lá phiếu nào hay không từ những cái người mà independent, anh Duyên không nghĩ như vậy. Nhưng mà qua những cái hiện tượng mà xảy ra đó, thì kể cả cái việc mà Steve Bannon mà là cố vấn của Trump cũng đang làm bậy, cũng đang ở tù đó, thì chắc là không có tìm được thêm cái số phiếu nào đó thôi. Còn trong cái đám mà gọi là Trump Republican đó, cái đám mà cuồng của cái đảng Trump đó, có buông bỏ ra để rồi một là nằm nhà hoặc là bỏ cái lá phiếu cho Biden hay không thì cái đó mình không biết, nhưng mà bây giờ nó cũng đã không cần thiết nữa rồi. Nước Mỹ năm 2020 mà mình trong cái ngành mà đi khám mắt mà ai nói mắt 2020 có nghĩa là mắt tốt, sáng mắt đó, thì anh Dương nghĩ rằng là năm 2020 này nước Mỹ đã sáng mắt ra rồi. Và đang nói về những cái chuyện mà hình sự, rồi nói cái chuyện ông Steve Bannon đó. Sẵn đây có một cái, nhớ lại cái câu hôm qua, câu qua có một thính giả trong cái comment của mình hỏi. Hỏi rằng là tại làm sao mà Steve Bannon cũng lấy $1 triệu, rồi cái ông kia cũng lấy mấy trăm ngàn vân vân, mà cả cái nhóm đó bây giờ lại bị cáo buộc, mà nếu mà bị truy tố đó mà bị cáo buộc mà thua đó thì có thể ở tù mấy chục năm. Trong khi đó cái foundation, cái quỹ từ thiện của Donald Trump đã chịu thua rồi, cái đại học cũng đã chịu thua rồi, đại học thì trả 25 triệu, còn cái quỹ từ thiện trả lại 2 triệu, vậy mà không có dính tù tội, không có ai bị cộng. Vậy thì cái khác nhau là như thế nào? Thì tôi mượn cái thông tin này để mà trả lời thính giả đó. Thứ nhất, để trả lời cái câu hỏi của thính giả thì chúng ta phải phân biệt đó là cái hệ thống tố tụng của Mỹ đó, nó có tố tụng hình sự và tố tụng dân sự. Mà nếu mà mình nói về hình sự đó thì nó gắt gao lắm, là bên phía công tố mà muốn tước cái tự do của người ta, muốn giam người ta vào tù, muốn nói người ta là có tội đó, thì mình phải là 100%, cái bằng chứng của mình phải 100% thì mới làm được cái chuyện đó. Và thứ hai, chúng ta nên nhớ là mình nói là mình bỏ tù hay mình xử hình sự một cái người mà về án tù đó, thì chỉ có cá nhân mới chịu cái đó được, chứ còn một công ty hay là một cái foundation thì không có ở tù được, một cái trường đại học không có ở tù được. Mình nói như vậy, thành ra bây giờ mình còn, nếu mà còn hình sự thì đòi 100%, mà cái evidence đó phải chắc cú lắm. Còn thí dụ mà kiện về một cái vụ án dân sự đó thì không cần phải 100%, có nghĩa là 51% thôi, có nghĩa là more likely than not, là hình như là nhiều phần là ông ấy phạm tội thì ông ấy đã thua rồi, là ông ấy phải ngừng hoạt động, ông ấy phải trả tiền rồi, chứ còn không có cái án tù ở đây. Thì sau khi tôi phân tích về cái căn bản của hai cái thủ tục tố tụng hình sự và tố tụng dân sự như vậy đó, thì mình mới nhìn qua cái trường hợp của cái foundation của Tổng thống Trump. Thứ nhất, cái foundation này đó, nó là một cái tổ chức, họ nói là non-profit, yes, họ có gọi là làm ăn cẩu thả gì nữa, đó là một cái tổ chức.
Mà cái trong cái tổ chức này đó là Trump không có là cái người mà trực tiếp nhúng vào gia đình Trump, rồi cũng mướn người này người nọ. Thành ra, và đây là cái cách họ xài tiền nè. Họ xài tiền mình không có rõ, nó không có gian 100%. Nhưng mà thí dụ họ có 2 triệu đó, chẳng hạn Donald Trump đi tới dự một cái buổi 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 tiệc hôm đó, rồi cứ nói là ok, mua một bức tranh người ta vẽ để người ta định Trump, mà Trump mua cái bức tranh đó với giá là 10 ngàn, 6 ngàn, 7 ngàn gì tôi không cần biết. Nhưng mà nếu mà trả lẽ ra đó là móc tiền túi của mình, tại vì mình mua bức tranh của mình mà, thì Donald Trump lại ra lệnh cho cái foundation này đã ký để mà trả bức tranh đó. Bây giờ hỏi là nó có gian 100% hay không, nó không đúng, nhưng mà gian 100% thì chắc không có đâu, là tại vì cái số tiền đó cũng đi qua túi của cái cơ quan thiện nguyện kia, chỉ lấy bức tranh thôi. Trên nguyên tắc cái đó là sai rồi, nhưng mà hỏi là cái mức độ sai nó có tới mức độ hình sự hay không thì nó không tới mức độ hình sự. Và Donald Trump đã làm như vậy có nghĩa là dùng cái tiền từ thiện đưa lại cái uy tín cho mình, mua cái danh của mình, rồi yes có cái lợi nữa, nhưng mà tất cả những cái lợi cái danh đó đó nó chỉ là nó lờ mờ, không có biết là thiệt có gian hay không. Chẳng hạn như bây giờ nói là ô cái cơ sở từ thiện của Donald Trump nó cần tổ chức một buổi họp mặt, họp mặt ở đâu, họp mặt ở một cái khách sạn của Trump, thì dĩ nhiên cái tổ chức từ thiện đó phải móc tiền ra trả cho Trump chứ. Nhưng mà bởi vì họ có cái hoạt động, họ có cái sinh hoạt nó liên quan tới cái foundation, thành ra buộc nó là 100% Trump làm bậy không đủ, nhưng mà 51% thì nó có. Cho nên bây giờ khi mà bên phía bên 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 công tố của bên 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 New York đó mà đưa ra Trump ra kiện đó, họ chưa có muốn truy tố theo cái dạng hình sự, là bởi vì họ không có đủ cái evidence, mà cái chuyện mà đã làm đó, cái evidence rồi thì rõ ràng, mà hỏi 100% phạm luật hay không thì cái đó nó chưa chắc mà. Cho nên họ nói rằng là như vậy thì muốn đóng những cái hành động phi pháp này lại chỉ nên kiện dân sự thôi. Và chính vì kiện dân sự chỉ cần 51% thôi cho nên họ thắng. Mà vì họ thắng cho nên cái tổ chức của Trump phải settle. Mà phải settle có nghĩa là 2 triệu tiền nó phải trả lại để mà cho những cái cơ quan từ thiện chân chính khác. Và cả gia đình Trump cấm không có được làm từ thiện ở New York nữa. Thì đó, bởi vì cái đó là một cái vụ kiện dân sự. Chứ còn nếu mà đưa ra mà gọi là truy tố Trump theo mặt hình sự đó thì đây là những điều khó nè. Bằng chứng 100% chưa chắc có đủ, là tại vì ngay bây giờ mình bị kẹt cái thuế của Trump. Trump là bây giờ không lấy được cái thuế của Trump, chứ còn nếu mà lấy được đó thì có thể là 100% là Trump nó làm bậy rồi. Nhưng mà vì không lấy được cho nên người ta nói là thay vì truy tố hình sự, người ta truy tố dân sự. Rồi một cái chẳng hạn Michael Cohen là cái người mà đã đồng lõa với Trump trong cái chuyện mà lấy 130.000 mà đưa cho mấy cái cô đào đó. Cái đó là cái tội hình sự, nhưng mà cái bằng chứng trên Michael Cohen nó rõ đến mức độ là người ta truy tố hình sự Michael Cohen ở tù. Bây giờ ông này ông là tổng thống mà bằng chứng của ông còn đang giấu ở trong thuế má. Ông cứ nói là Michael Cohen làm chứ ông không biết gì cả, ông không có làm gì cả, mà không có trên 100%, nhất là áp dụng vô một tổng thống thì nó còn phải dữ dằn hơn nhiều mà. Thành ra chính vì vậy mà sau khi nhắc lợi hại đó, cái công tố của New York nói rằng là họ khởi một cái tố tụng về dân sự để mà thứ nhất ngưng cái hoạt động tầm bậy, thứ hai lấy tiền lại cho những cái cơ sở chính đáng, và thứ ba cấm tuyệt đối Trump và gia đình không có làm từ thiện ở New York nữa. Thì chính vì vậy mà người ta chọn cái hướng đi là cái vụ kiện dân sự. Còn khi mà Trump mà xuống chức rồi mà tất cả cái gọi là gồm những cái yếu tố mà thuế má này ra hiện ra đó, mà biết là có tầm bậy, mà cái tầm bậy đó nó vượt tới mức độ mà 100% đây là vi phạm đó, thì có thể người ta truy tố hình sự. Cái chuyện đó là chuyện trong tương lai. Quay lại Steve Bannon thì sở dĩ người ta khởi cái tố tụng hình sự là bởi vì cái bằng chứng nó quá rõ ràng. Cái tay này là gây quỹ được 25 triệu, một một bên đó thì dùng Steve Bannon đó thì dùng tiền để mà mua nhà mua cửa đất đai gì của mình đó và trả cho những cái cá nhân của mình, mà cái tiền đó đó lại chuyển qua từ cái account của cái xây bức tường qua một cái
một cái cơ quan bất vụ lợi ma của Steve Bannon, cho nên mà người ta đã có tất cả các cái email, người ta đã có tất cả cái transaction rồi, không phải giống như Donald Trump mà giấu giếm mà còn đang giấu giếm được, mà Steve Bannon không có giấu giếm được nữa. Cho nên Steve Bannon là rõ ràng là fraud và rõ ràng là rửa tiền đó, money laundering. Cho nên bị hai cái cáo buộc đó, mà mỗi một cáo buộc như tôi nói, nếu mà bị tối đa đó là 20 năm, mà không có bị án tối đa đi nữa, mỗi một tội danh mà chừng 3 năm, 5 năm thôi thì là cũng sẽ ở tù trong khoảng là 5 năm tới 10 năm dễ dàng. Thì cái tay đồng lõa với những tay đồng lõa với Donald Trump, trong đó có cái tay mà sĩ quan không quân đó cũng rõ lắm. Tiền thì nói là để xây tường, mà về trả tiền cho những cái bill về giải phẫu thẩm mỹ chắc là cho, và trả trả cho ai đó mình không biết, mua nữ trang thì mua cho ai mình không biết, mua một cái du thuyền, mua một cái chiếc xe SUV mà thuộc loại top, loại luxury, tất cả những cái đó nó rõ đến mức độ mà công tố khi người ta đã có trong tay rồi người ta mới cân nhắc cái này là hình sự hay dân sự, mà họ nói là đây là vi phạm hình sự cho nên họ mới truy tố hình sự. Thì cái thông tin đó anh em chúng tôi đã chia sẻ rồi, trả lời câu hỏi quý thính giả để hiểu thêm cái cách mà hệ thống tố tụng của Mỹ đó, một bên là dân sự nó như thế nào, một bên là hình sự nó như thế nào. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trước khi mà luật sư Duyên và Lê Ngọc tiếp tục cập nhật đến cho quý vị cái tình hình bầu cử năm nay năm 2020 ở tại nước Mỹ, mà tại sao nó có quá nhiều những cái sự tranh cãi, và đặc biệt là trong ngày cuối tuần khi mà chúng ta biết là Hạ viện Mỹ vừa mới thông qua một cái dự luật tài trợ cho cơ sở bưu điện USPS 25 tỷ Mỹ Kim, và ngay lập tức Tổng thống Donald Trump ông đã tweet ra ông phản đối sự việc này, cũng như là cái vấn đề mà liên quan đến COVID-19, khi mà Bộ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ở ngay tại Mỹ mà chúng ta thường biết tới là FDA đã bật một cái đèn xanh, có một cái tín hiệu là cho việc sử dụng một cái phương pháp điều trị COVID-19 để dùng cái gọi là cái vấn đề mà blood plasma đó, thưa quý vị. Thì tất cả những cái sự tranh cãi này nó có liên quan đến cái vấn đề bầu cử của năm nay như thế nào, sau vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NVR.